diện hai bên gia đình, trưởng đoàn đại diện gia đình nhà trai, trưởng đoàn đại diện gia đình nhà gái, và người quan trọng nhất đó chính là chú rể anh Tú, bạn sẽ ôm bó hoa cưới và di chuyển lên với sân khấu cùng với hai ông trưởng đoàn đại diện hai bên gia đình để buổi lễ vu quy sẽ được chính thức diễn ra. Và để chào đón chú rể anh Tú cùng với hai đại diện hai bên gia đình lên sân khấu, tất cả các quý vị chúng ta hãy cùng dành một tràng vỗ tay thật nồng nhiệt. Xin mời. Kính thưa quý vị thân mến, và trên sân khấu lúc này đó chính là đường kính chú rể anh Tú cùng với hai ông trưởng đoàn đại diện hai bên gia đình nhà trai và nhà gái. Hai ông sẽ thay mặt cho tất cả toàn thể các bọ, các ông, các bà, các cô, chú, bác của hai gia đình, bốn họ. Hai ông sẽ có lời phát biểu xin dâu và những lời cảm ơn đáp từ đến tất cả toàn thể quý vị. Hai ông cùng với chú rể đã có mặt trên sân khấu. Chúng tôi rất mong muốn toàn thể các bọ, không các bà và quý vị đang có mặt tại hôn trường ngày hôm nay, hãy cùng dành một tràng vỗ tay nồng nhiệt để lễ vu quy xin phép bắt đầu. Diện gia đình nhà trai, mời ông sẽ có đôi lời giới thiệu và có những ý kiến phát biểu để xin dâu. Trân trọng, kính mời. Vâng, xin kính thưa các mọ, các ông, các bà cùng toàn thể quan viên hai họ, kính thưa các vị khách quý, thưa toàn thể hội hôn, hai cháu Tú và cháu Trang, sau thời gian tìm hiểu chín muồi đã thống nhất tự nguyện xây dựng hạnh phúc trăm năm với nhau, được các mọ, các ông, các bà hai bên gia đình nhà trai và nhà gái đồng thuận nhất trí, được Ủy ban Nhân dân thị trấn Tổ Tang cấp đăng ký kết hôn và cho tổ chức vào tuần 11-12 tháng 9 năm 2021. Hôm nay ngày lành tháng tốt, hai gia đình nhà trai nhà gái tổ chức lễ thành hôn cho hai cháu. Về phía đoàn nhà trai hôm nay đi đón dâu, tôi xin trân trọng giới thiệu có các mọ, các ông, các bà đại diện cho bên nội, bên ngoại của gia đình nhà cháu Tú, có các mọ, các ông, các bà là các vị khách quý, là bạn bè, hàng xóm láng giềng thân thiết của ông Tám và Tuyết, và có các bạn thanh niên là bạn của cháu Tú. Và xin trân trọng giới thiệu là trong buổi lễ hôm nay là các ông Tám và Tuyết là bố và mẹ của cháu Tú cũng có mặt để đi tham gia đi đón dâu ngày hôm nay. Và sau đây gia đình nhà trai chúng tôi có cây trầu trăm để xin phép các mọ, các ông, các bà bên gia đình nhà gái được đón cháu Trang về gia đình nhà trai chúng tôi để làm lễ thành hôn, tổ chức xây dựng hạnh phúc trăm năm cho hai cháu. Sau đây xin mọi đại diện gia đình nhà gái nhận cây trầu trăm của gia đình chúng tôi. Xin cảm ơn ông và cảm ơn những tràng vỗ tay của tất cả toàn thể quý vị. Thưa các mọ, các ông, các bà, kính thưa hội hôn thân mến, vừa rồi là trưởng đoàn đại diện gia đình nhà trai, ông cũng đã có những lời phát biểu đầu tiên cũng như đã có cơi trầu trăm để xin phép được đón dâu. Và nhà trai thì đã có lời đầu cũng như đã có cơi trầu để xin dâu. Và tiếp theo buổi lễ ngày hôm nay, trân trọng kính mời trưởng đoàn đại diện gia đình nhà gái, ông cũng sẽ đại diện cho các mọ, các ông, các bà để có những ý kiến đáp từ chấp nhận. Xin được trân trọng kính mời ông. Kính thưa các mọ, các ông, các bà, các vị khách quý của hai họ nhà trai và nhà gái, vừa rồi ông trưởng đoàn của họ nhà trai cũng đã có lời xin dâu và có cơi dầu trăm để xin dâu của bên họ nhà gái. Tôi là trưởng đoàn họ nhà gái, xin thay mặt cho họ nhà gái xin chấp nhận lời xin dâu của bên gia đình họ nhà trai. Và tôi xin mời ông Tò sẽ nên nhận cây dầu trăm để đem chia cho các họ, mời các họ là ăn trầu uống nước để mừng hạnh phúc cho hai cháu. Vâng ạ, từ xin mời hai ông sẽ trao và nhận cây dầu trên sân khấu để cùng chụp ảnh kỷ niệm. Và chúng ta hãy cùng dành một tràng vỗ tay thật nhiệt để chúc mừng hai bên gia đình ạ. Xin được cảm ơn rất nhiều và chúc cho các ông thật nhiều niềm vui, sức khỏe và mời các ông an toàn để tiếp tục chứng kiến lễ vu quy. Chúc mừng hạnh phúc chú rể anh Tú và cô dâu Kiều Trang. Thưa anh Tú thân mến, đại diện gia đình nhà trai đã có ý kiến xin và gia đình nhà gái đã chấp nhận rồi. Bây giờ đã được sự đồng ý của gia đình thì xin phép mời anh Tú, bạn sẽ ôm bó hoa cưới và di chuyển vào phòng trang điểm để đón cô dâu Kiều Trang. Xin mời. Và đồng thời cũng xin mời trưởng đoàn đại diện gia đình nhà gái. Thank you.
với công tác đưa đón cô được đúng giờ như hai bên gia đình nhà trai và nhà gái đã thống nhất. Thì ngay bây giờ xin phép được trân trọng kính mời ông trưởng đoàn đại diện gia đình nhà trai, ông sẽ có lời cảm ơn và mời tất cả các mọi con các bà gia đình nhà gái để cùng với gia đình nhà trai chúng ta đưa và đón dâu. Kính thưa các mọi con các bà cùng toàn thể quân viên anh ơi, kính thưa toàn thể hội hôn, vừa rồi các mọi con các bà với gia đình nhà gái đã đồng ý nhận cơ dầu trăm và đồng ý cho nhà trai chúng tôi được đón cháu Trang về gia đình nhà trai để làm lễ tiếp, để tổ chức lễ thành hôn, xây dựng hạnh phúc trăm năm cho hai cháu, để cho kịp giờ tốt. Bây giờ gia đình chúng tôi xin phép các mọi con các bà cùng toàn thể gia đình nhà gái cho phép nhà trai chúng tôi đón cháu Trang về gia đình nhà trai để tổ chức lễ thành hôn. Gia đình nhà trai chúng tôi xin trân trọng kính mời các mọi con các bà, các vị khách quý của gia đình nhà gái cùng nhà trai chúng tôi đưa cháu Trang về nhà trai và dự tổ chức lễ thành hôn, xây dựng hạnh phúc cho hai cháu. Gia đình nhà trai chúng tôi xin trân trọng cảm ơn sự đón tiếp nhiệt tình, chu đáo của các mọ con các bà và gia đình nhà gái. Và gia đình nhà trai chúng tôi xin kính chúc các mọ con các bà, các vị khách quý cùng toàn thể hội hôn mạnh khỏe, hạnh phúc và thành đạt. Xin trân trọng cảm ơn. Xin được cảm ơn ông rất nhiều và tiếp theo xin mời đại diện gia đình nhà gái ông cũng sẽ có những cái lời phát biểu và cảm ơn. Vừa rồi ông trưởng đoàn của họ nhà trai cũng đã có lời mời hai họ di chuyển về hôn trường của gia đình họ nhà trai để hai gia đình tổ chức lễ thành hôn chính thức cho đôi bạn trẻ tại hôn trường họ nhà trai. Vậy xin kính mời toàn thể các vị khách quý, các ông, các bà hãy chuẩn bị quần áo, xiêm y, tinh thần di chuyển sang hôn trường cưới của họ nhà trai để chúng ta tổ chức làm lễ cho hai cháu tại bên họ nhà trai. Xin chân thành cảm ơn. Xin cảm ơn ông và thưa quý vị, lễ phu quý đã thành công tốt đẹp. Bây giờ xin mời toàn thể các bà, các bà và quý vị chúng ta.
đưa em qua bên sông, nhịp cầu đưa em qua phố đông, gặp người yêu bao năm ước mong để uyên ương đẹp đôi vợ chồng. Theo anh về phố chợ thanh thang, trên con đường nắng đổ chang chang, xin mời toàn thể các mọc, các ông, các bà và toàn thể quý vị, chúng ta sẽ cùng xơi nước, xơi chầu với gia đình chúng tôi để cùng tham dự và chứng kiến chương trình tổ chức lễ thành hôn. Chúc mừng hạnh phúc chú rể anh Tú và cô dâu Kiều Trang. Trước khi buổi lễ ngày hôm nay được diễn ra thì cũng xin phép được có đôi lời cùng với tất cả toàn thể các mọc, các ông, các bà và toàn thể quý vị chúng ta đang có mặt tại khán phòng ngày hôm nay. Kính thưa các bọ, con các bà và kính thưa quý vị thân mến, trong cuộc đời của mỗi con người chúng ta thì yêu và được yêu là niềm hạnh phúc rất lớn của mỗi con người. Và chú rể anh Tú, cô dâu Kiều Trang, họ đã trải qua những thời gian khá là dài, kính thưa quý vị. Họ quen biết, tìm hiểu và yêu thương nhau. Và có lẽ một câu chuyện tình rất đẹp của chú rể anh Tú và cô dâu Kiều Trang thì đã được bố mẹ hai bên gia đình đồng lòng, đẹp ý và được sự nhất trí của chính quyền địa phương sở tại. Thì ngày hôm nay, chủ nhật ngày 17 tháng 10 năm 2021 và nhà ngày 12 tháng 9 năm Tân Sửu là ngày lành tháng tốt, mà gia đình họ nhà trai giới thiệu cho quý vị ông bà Tám Tuyết, gia đình họ nhà gái là ông bà Việt An. Các ông bà đã thống nhất, đồng ý và lựa chọn ngày hôm nay để tổ chức hôn lễ cho chú rể anh Tú và cô dâu Kiều Trang. Và ngày hôm nay sự hiện diện của toàn thể các mọ, các ông, các bà và quý vị là niềm vinh dự, niềm hạnh phúc rất lớn đối với hai bên gia đình chúng tôi. Để cảm ơn tấm lòng nhiệt thành của toàn thể quý vị thì gia đình đã có nước chầu trà, kính mời các mọ, con các bà sẽ cùng xơi nước, xơi chầu và xin phép toàn thể quý vị mời hai ông trưởng đoàn đại diện hai bên gia đình nhà trai nhà gái, hai ông đang an tọa ở hai vị trí ghế ngồi danh dự, mời hai ông sẽ tạm rời hai vị trí ghế ngồi của mình, sẽ cùng bước lên lễ đường sân khấu để lễ thành hôn. Chúc mừng hạnh phúc chú rể anh Tú và cô dâu Kiều Trang sẽ được bắt đầu. Gia đình nhà gái mời ông sẽ đứng bên chú rể, gia đình nhà trai mời ông sẽ vui lòng di chuyển và đứng bên. Lúc này chúng tôi xin được hân hạnh giới thiệu tới quý vị, trên sân khấu là sự hiện diện của hai ông trưởng đoàn đại diện hai bên gia đình nhà trai và nhà gái. Hai ông sẽ thay mặt cho tất cả các mọ, các bà, các cô chú bác của hai gia đình và đặc biệt thay mặt bố mẹ chú rể và bố mẹ cô dâu, hai ông sẽ có những ý kiến phát biểu trao và nhận dâu đã có mặt trên lễ đường hạnh phúc cùng với chú rể anh Tú và cô dâu Kiều Trang. Và dưới một không gian nhà rạp rất đẹp của trung tâm tổ chức sự kiện Duy Ánh, cho phép cá nhân tôi xin được trịnh trọng tuyên bố chương trình tổ chức lễ thành hôn. Chúc mừng hạnh phúc chú rể anh Tú sánh duyên cùng cô dâu Kiều Trang, xin phép được bắt đầu. Tất cả quý vị chúng ta hãy cùng dành những tràng vỗ tay thật nồng nhiệt, thật vang dã của quý vị để chúc mừng nhé. Một lần nữa xin cảm ơn tất cả toàn thể quý vị và phần mở đầu đã diễn ra thành công tốt đẹp trong sự chứng kiến của toàn thể các mọ, con các bảo và quý vị quan khách ngày hôm nay. Quý vị thân mến, người xưa vẫn thường có câu nói rằng là qua sông có bến có đò và cả con thì cha mẹ cũng muốn được dặn dò đôi câu. Và mở đầu cho lễ thành hôn của chú rể anh Tú và cô dâu Kiều Trang, trân trọng kính mời trưởng đoàn đại diện gia đình nhà gái, ông sẽ có đôi lời giới thiệu và có những ý kiến phát biểu để trao dâu. Và trước khi lắng nghe ý kiến phát biểu của đại diện gia đình nhà gái thì mời quý vị chúng ta cũng dành một tràng vỗ tay thật nồng nhiệt.
Kính thưa các mọ của hai họ, nhà trai và nhà gái, thưa toàn thể hội hôn, lời đầu tiên cho phép tôi thay mặt gia đình họ nhà gái gửi lời chào trân trọng nhất tới toàn thể quý quan viên hai họ đang có mặt tại hôn trường cưới ngày hôm nay. Hôm nay là ngày lành tháng tốt, được sự cho phép của chính quyền địa phương, hai gia đình thống nhất nhất trí làm lễ thành hôn cho hai cháu. Tôi đại diện cho họ nhà gái trân trọng giới thiệu thành phần đưa dâu của họ nhà gái, gồm có các mọ bên nội, các mọ bên ngoài, các ông, các bà, cô, dì, chú, bác, ba bên bốn bề hàng xóm láng giềng, các vị khách quý gần xa cùng toàn thể anh chị em thanh niên nam nữ, và đặc biệt còn có sự hiện diện của ông Việt và bà An là bố mẹ của cô dâu Kiều Trang. Hôm nay tôi đại diện cho họ nhà gái và ông bà Việt An giao tài sản quý giá nhất của ông Việt và bà An cho cháu anh Tú làm vợ và cho ông Tám và bà Tuyết làm con dâu. Và cũng xin đại diện cho họ nhà gái chính thức từ giờ phút này nhận cháu anh Tú làm con rể của ông bà Việt An và là cháu rể của gia đình nhà chúng tôi. Xin chân thành cảm ơn. Xin được chân thành cảm ơn ông trưởng đoàn đại diện gia đình nhà gái rất nhiều với những ý kiến phát biểu rất là ngắn gọn, đơn giản và cũng đã đầy đủ ý nghĩa. Kính thưa quý vị, ông đã được sự ủy quyền của các mọ cao tuổi trong gia đình nhà gái và đã được sự ủy quyền của bố mẹ cô dâu. Vừa rồi ông trưởng đoàn đã thay mặt cho tất cả phái đoàn gia đình nhà gái để trao cô dâu Kiều Trang từ ngày hôm nay sẽ được về làm dâu con của gia đình ông bà Tám Tuyết và làm vợ, làm người bạn đời trăm năm của chú rể anh Tú. Và thưa quý vị, với cái phong tục của quê hương chúng ta thì từ xưa đến nay rồi ạ, có đón, có đưa, có trao, có nhận, đại diện gia đình nhà gái đã trao dâu. Tiếp theo, trân trọng kính mời trưởng đoàn đại diện gia đình nhà trai, ông sẽ có lời phát biểu nhận dâu cũng như ông sẽ đại diện cho gia đình để cảm ơn toàn thể quý vị đang có mặt tại buổi lễ ngày hôm nay. Và cũng trước khi lắng nghe ý kiến phát biểu của đại diện gia đình nhà trai thì rất mong muốn quý vị chúng ta cũng dành một tràng vỗ tay nồng nhiệt. Kính thưa các mọ, các ông, các bà cùng toàn thể quan viên hai họ, kính thưa các vị khách quý cùng toàn thể hội hôn, hôm nay ngày lành tháng tốt, hai gia đình nhà trai và nhà gái tổ chức lễ thành hôn cho hai cháu Tú và cháu Trang. Tôi xin thay mặt gia đình nhà trai xin trân trọng giới thiệu tại buổi lễ thành hôn hôm nay, về phía nhà trai có các mọ, các ông, các bà bên nội bên ngoại, có các vị khách quý là bạn bè thân thiết của ông Tám và Tuyết cùng toàn thể bạn bè của cháu Tú. Qua ý kiến phát biểu của mọi đại diện gia đình nhà gái, gia đình nhà trai, chúng tôi xin đón nhận cháu Trang về làm con làm cháu của gia đình chúng tôi. Gia đình chúng tôi sẽ tạo điều kiện để cháu hòa nhập cuộc sống và vun đắp hạnh phúc trăm năm cho hai cháu. Và xin chúc cho hai cháu trăm năm tình viên mãn, bạc đầu nghĩa phu thê. Xin sau đây tôi xin trân trọng cảm ơn và kính chúc sức khỏe các mọ, các ông, các bà. Xin cảm ơn đoàn đại biểu nhà gái đã đưa cháu Trang về gia đình nhà trai chúng tôi và dự tổ chức lễ thành hôn, xây dựng hạnh phúc trăm năm cho hai cháu. Xin kính chúc các mọ, các ông, các bà, các vị khách quý cùng toàn thể hội hôn mạnh khỏe, hạnh phúc và thành đạt. Xin trân trọng cảm ơn. Xin được cảm ơn ông và hai ông, hãy dành cho nhau một cái bắt tay trên sân khấu để chụp ảnh và quay phim nào. Mời hai ông ạ, hãy dành cho nhau một cái bắt tay thật thân mật để gắn chặt tình cảm nghĩa thông gia. Để nghĩa thông gia của hai bên gia đình sẽ gắn bó keo sơn bền chặt. Cảm ơn hai ông đại diện hai bên gia đình rất nhiều. Kính chúc hai ông luôn luôn thật nhiều niềm vui, sức khỏe. Và mời hai ông sẽ an tọa để tiếp tục chứng kiến lễ thành hôn của chú rể anh Tú và cô dâu Kiều Trang. Kính thưa quý vị thân mến, nhà gái thì đưa dâu về đây, giao con, giao cháu để làm dâu bên này. Mà nhà trai thì cũng đã trình bày để chúc cho hai bạn được từ nay một nhà. Và đó là những nội dung đầu tiên trong lễ thành hôn của chú rể anh Tú và cô dâu Kiều Trang.
Một nghi lễ tiếp theo mà chúng tôi muốn được giới thiệu cho quý vị không thể thiếu, đó chính là lễ kính gia tiên. Vì các người xưa vẫn thường nói rằng là phi cổ bất thành kim, không cha không mẹ lấy nơi đâu sinh thành. Ngày hạnh phúc biết ơn cha mẹ, thắp nén hương trầm để tưởng nhớ gia tiên. Và xin mời đại diện gia đình nhà trai sẽ cử một ông đưa chú rể anh Tú và cô dâu Kiều Trang di chuyển trở vào phía bàn thờ gia tiên của gia đình. Làm lễ gia tiên rồi ạ. À vâng ạ, kính thưa quý vị thân mến, tạm dừng khoảng 5 phút để hai bọn nữ sẽ có ý kiến phát biểu. Kính thưa hai họ, kính thưa các ông các bà cùng các cháu thanh niên nam nữ, hôm nay là ngày hạnh phúc của hai cháu, được sự quan tâm của hai gia đình đã cho hai cháu được tìm hiểu nhau đã hoàn thành. Được đâu còn các mợ, ba bên bốn bề nội ngoại, tuy cháu Trang có lớn có trưởng thành nhưng những lời ăn nhẽ nói của cháu vẫn còn nhờ sự giúp đỡ của tất cả các mợ, các ông các bà ba bên bốn bề nội ngoại để dạy bảo cháu những gì mà cháu còn thiếu sót, cho cháu xứng đáng là con ngoan của bố mẹ cháu và cháu ngoan được toàn bộ các mợ ba bên bốn bề nội ngoại. Xin chân thành cảm ơn, chúc hội hôn và lời chào mạnh khỏe và hạnh phúc. Rất tuyệt vời, rất ý nghĩa, con xin được cảm ơn họ rất là nhiều ạ. Cảm ơn. Thưa quý vị thân mến, ngoài những cái nghi lễ trao dâu nhận dâu và lễ gia tiên trong hai bên gia đình nhà trai và nhà gái đã thực hiện rất là đầy đủ theo nếp sống văn hóa của quê hương chúng ta. Và trên sân khấu lúc này mà chúng tôi muốn được giới thiệu cho quý vị đó chính là những khoảnh khắc rất là ý nghĩa, và có lẽ đây là những khoảnh khắc riêng của chú rể anh Tú và cô dâu Kiều Trang. Và mời toàn thể quý vị chúng ta hãy tạm gác lại những câu chuyện riêng tư của quý vị và rất mong muốn hãy cùng đưa ánh nhìn cũng như dòng cảm xúc của quý vị hướng về phía chú rể anh Tú và cô dâu Kiều Trang để chứng kiến một nghi lễ cũng rất là ý nghĩa mà cô dâu chú rể sẽ dành cho nhau một món quà. Thưa quý vị, chúng ta gọi nó là kỷ vật của tình yêu. Nhẫn cưới thì chú rể đã chuẩn bị rồi phải không ạ? Hôm nay làm lễ tơ hồng chúc cho long phục Quảng Minh đời đời, dù cho vật đổi sao rời thì tình chồng nghĩa vợ đời đời không đổi thay. Và toàn thể quý vị chúng ta có thể dành những tràng vỗ tay thật nồng nhiệt để cô dâu chú rể trao cho nhau cảm nhận tình yêu. Xin mời. Nghĩa trong năm cũ từ đây nhấp trao tay một chút này để làm tin, rồi quay lên gác xuống gậy tình chồng nghĩa vợ vững bền và có đôi. Vâng, là nhất cưới đã đeo lên ngón tay áp út rồi ạ. Xin mời anh Tú và Kiều Trang hai bạn để bốc hai bàn tay và như thế này thì thấy một cảm nhận rồi phải không? Đúng rồi ạ. Tất cả quý vị đang nhìn thấy một cảm nhận rồi rất đẹp và anh hãy một tràng vỗ tay để chúc họ hạnh phúc như quý vị. Anh xin phép được thưa với Tú và Trang như thế này ạ. Vừa rồi là anh và tất cả các bạn không các bạn đã được chứng kiến hai em trao cho nhau vòng nhẫn cưới rồi. Đó là một món quà đầu tiên trong lễ thành hôn ngày hôm nay phải không ạ? Và cũng biết rằng là anh Tú ngày hôm nay thì Tú có sẵn sàng để trong sự chứng kiến của toàn thể các ngọ con các bà, em hãy dành cho người vợ yêu quý của mình một nụ hôn rất là ngọt ngào như thế nào? Hôn luôn. Vâng ạ, hôn luôn, chúng thể là do nồng độ máu rất là cao rồi đấy ạ. Cảm ơn. Thế còn cô dâu Kiều Trang thì sao ạ? Hôm nay em cũng đồng ý để đón nhận cái tình cảm của anh Tú chưa ạ, trong sự chứng kiến của tất cả quý vị? Vâng ạ, cô dâu nhẹ nhàng ạ. Vâng ạ, đồng ý. Chắc chắn rồi, họ đã hôn thì hôn nhau rất là nhiều rồi, nhưng mà những nụ hôn của ngày hôm qua, ngày hôm kia là của hai người thôi, phải không ạ? Và đây là nụ hôn trong sự chứng kiến của tất cả quý vị ở đây, thì mong rằng là Tú và Trang hợp tác với anh nhá. 2-3 thì nụ hôn này sẽ bắt đầu nha Tú nha. Và nụ hôn này nó sẽ kết thúc khi anh đếm ngược thời gian từ 5 trở về 1 được không ạ? 3 giây nhỉ? Thống nhất 3 giây nhá. Vâng ạ, thưa quý vị, bình thường thì họ sẽ hôn nhau rất là lâu, rất là sâu, nhưng mà đây là cái vấn đề khá là tế nhị. Lại có nhiều các mọ cao tuổi và lại có các cháu nhỏ ở đây nên thống nhất với chú rể là 3 giây. Các bạn sẽ giữ nụ hôn này 3 giây để nhà nhiếp ảnh và nhà quay phim sẽ lưu lại khoảnh khắc hạnh phúc của hai bạn. 1, 2, 3, xin mời chú Nguyên. 3, 2, và 1 tràng vỗ tay nồng nhiệt của toàn thể quý vị để chúng ta cùng chúc mừng. Tất cả chúng ta có được chứng kiến những khoảnh khắc thật ý nghĩa của chú rể anh Tú và cô dâu Kiều Trang. Với món quà đầu tiên cặp đến cưới họ đã trao cho nhau, và sau đó là một nụ hôn rất ngọt ngào. Thưa quý vị và thưa Tú và Trang, thì với riêng cá nhân anh ngày hôm nay thì anh cũng rất vui khi đã được làm người tổ chức lễ thành hôn của hai em. Cho anh bắt tay chú rể anh Tú được không ạ?
À, xin được kính thưa quý vị, anh chúc cho anh Tú và Kiều Trang là hôm nay duyên nợ vuông tròn. Và sang năm thì sẽ có tiếng khóc giòn bên đôi nhá. Chỉ trong năm sau thôi, năm 2022 thì hai em sẽ hạ sinh ra một em bé, dù là con trai hay là con gái cũng được, phải không ạ? Và anh sẽ chúc cho hai em mãi mãi hạnh phúc. Kính thưa quý vị thân mến, ngày thành hôn thì nó luôn có những nghi lễ cắt bánh cưới và nghi lễ phun xăm phanh trong ngày cưới. Với hai nghi lễ nó tưởng chừng là đơn giản thưa quý vị, nhưng nó lại mang những cái nét đẹp văn hóa và nó có những cái giá trị tinh thần vô cùng lớn. Nó tượng trưng cho sự đồng lòng để cùng nhau vượt qua khó khăn gian khổ, để những đôi đường họ sẽ đi bên nhau trên con đường của hạnh phúc. Và tiếp theo mời quý vị chúng ta hãy cùng chứng kiến khoảnh khắc chú rể, anh Tú và cô dâu Kiều Trang họ cùng nhau chia ngọt sẻ bùi bên những tấm bánh cưới của họ. Xin mời mời hai bạn hãy di chuyển sang bên trái đi. Bánh cưới ngày hôm nay sẽ có 3 tầng bánh cưới, cô dâu chú rể sẽ cắt 3 lát cắt và 3 tầng bánh khác nhau. Tầng bánh đầu tiên là tầng bánh thấp nhất. Xin lỗi. Hai đồng giữa bốn chén gửi gần các mối mặt xin đỉnh quên nhau. Tiếp tục sẽ là những tầng bánh thứ hai và thứ ba. Và để chúc mừng hạnh phúc chú rể anh Tú và cô dâu Kiều Trang thì rất mong muốn quý vị chúng ta hãy cùng dành một tràng vỗ tay thật rộn rã. Xin cảm ơn. Và tiếp theo hai bạn sẽ cùng nắm tay nhau di chuyển sang phía bên tay phải của lễ đường. Bên tay phải sân khấu là nơi có tháp ly và nơi có những chai rượu cưới của hai bạn. Chú rể anh Tú, xin mời em sẽ mở những chai rượu cưới của mình ạ. Hãy nhìn thật tình yêu bất diệt, hãy minh chứng cho giây phút trọng đại của đôi yêu thương. Vẫn cần hạnh phúc, người hãy ban hết niềm màu để gắn kết hai tâm hồn lại với nhau trong niềm vui vô tận. Từng giọt tình yêu, từng giọt hạnh phúc, được gì chắc chưa của năm tháng. Màu án lanh tình sẽ kết thành sự chỉ toàn gắn kết. Cả một dòng suối mát sẽ tạo nên quyển án sao dày và sơn lưu đài hạnh phúc. Tiếp tục trải nghiệm thứ hai, xin mời quý vị anh Tú. À, xin được thưa anh Tú, kiểu trang sao được hai chiếc kỳ sót đến tháp đi hay anh sót ra 8 ly rượu ở phía dưới mà đơn vị tổ chức sự kiện thì anh đã chuẩn bị cho hai bạn để sau đó hai người uống rượu giao mua cũng như sẽ mời rượu bố mẹ và hai đại diện hai bên gia đình. Đến vừa rồi là chúng ta đã được chứng kiến những khoảnh khắc mà cô dâu chú rể họ đã trao nhẫn cưới, đã cùng nhau cắt bánh cưới và rót rượu cưới, và anh Tú và Kiều Trang họ được có được ngày vui hạnh phúc như thế này thì có lẽ rằng là Tú và Trang cũng không thể nào quên được công ơn sinh thành và nuôi dưỡng của những người làm cha làm mẹ, phải không ạ? À, người ta vẫn nói rằng là ơn bốn chữ củ lao sinh thành dưỡng dục, 9 tháng cưu mang, 3 năm 6 tháng ẵm bồng, chỗ ướt mẹ nằm để chỗ ráo con lăn. Và để cho anh Tú và Kiều Trang được tỏ lòng hiếu kính tới bố mẹ đã có công ơn nuôi dưỡng và sinh thành thì cho phép chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu và kính mời lên sân khấu bố mẹ của chú rể anh Tú, xin mời ông bà Tám Tuyết, và bố mẹ của cô dâu Kiều Trang, ông bà Việt An, cùng với hai ông trưởng đoàn đại diện hai bên gia đình. Xin mời các ông bà sẽ di chuyển lên sân khấu để cho hai con được mời bố mẹ những ly rượu tình, rượu hiếu, và để cho hai cháu được mời hai ông
đại diện hai bên gia đình ly rượu để cảm ơn hai ông đã vất vả đưa cho con thuyền tình của hai bạn cập bến bờ hôn nhân và hạnh phúc hôm nay. Xin mời gia đình nhà trai chúng ta, bố mẹ chú rể và đại diện gia đình nhà trai thì sẽ đứng bên chú rể, gia đình nhà gái xin mời bố mẹ cô dâu và đại diện gia đình nhà gái sẽ đứng bên cô dâu. Và cho phép một lần nữa chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu với tất cả toàn thể quý vị đang đứng kế bên chú rể anh Tú, đó chính là người bố và người mẹ kính yêu của chú rể anh Tú. Hân hạnh giới thiệu tới quý vị ông bà Tám Tuyết, và đang đứng kế bên cô dâu Kiều Trang, đó là người bố mẹ kính yêu của cô dâu Kiều Trang. Hân hạnh giới thiệu tới quý vị ông bà Việt An và hai ông trưởng đoàn đại diện hai bên gia đình. Những quý vị chúng ta cũng đã được cả làm quen và chứng kiến ngay từ đầu chương trình lễ thành hôn ngày hôm nay. Và thưa với hai ông đại diện hai bên gia đình cùng với ông bà Tám Tuyết và ông bà Việt An thân mến, ngày hôm nay thì là tất cả các vợ ông bác bà và quý vị họ có mặt ở đây để chúc mừng hạnh phúc chú rể anh Tú và cô dâu Kiều Trang, cũng như chúc mừng cho hai bên gia đình chúng ta ngày hôm nay đã có thêm thành viên mới để ra mắt, cũng như để cảm ơn toàn thể quý vị. Thì mong muốn rằng là hai ông đại diện hai bên gia đình cùng với bố mẹ cô dâu chú rể và cô dâu chú rể nữa, tất cả chúng ta cùng dành một cái cú chào để cảm ơn toàn thể quý vị. Xin mời và chúng ta dành một tràng vỗ tay thật lớn để cùng chúc mừng đi chứ ạ. Xin được cảm ơn rất nhiều. Và ngay sau đây để tỏ lòng hiếu kính tới bố mẹ thì xin mời chú rể anh Tú, em sẽ mời rượu bố mẹ cô dâu và trưởng đoàn đại diện gia đình nhà gái. Ngược lại thì cô dâu Kiều Trang em cũng sẽ mời rượu bố mẹ chú rể và trưởng đoàn đại diện gia đình nhà trai. Xin mời và cho hai con được mời bố mẹ những ly rượu để cảm ơn bố mẹ. Cho hai cháu được mời hai bác đại diện hai bên gia đình. Và chúng tôi cũng đã chuẩn bị cho cô dâu chú rể mỗi người một ly rượu rồi ạ. Hai bạn sẽ nhận hai ly rượu của mình và trở lại vị trí như lúc ban đầu đi ạ. Rượu này thì xin mời gia đình hãy chụp một tấm hình kỷ niệm. Chúng ta hãy chạm ly vào giữa đi ạ. Hãy chạm ly vào giữa. Đúng rồi, để chụp hình và quay phim đã. Lưu ý khi nào tôi đến 1, tôi đến 1, 2, 3 xô thì sẽ cùng cạn ly nha quý vị nhá. 1, 2, 3 rô thì sẽ cùng cạn ly, và ở phía dưới thì rất mong muốn rằng là tất cả toàn thể quý vị là chúng ta đã dự tiệc thì dự tiệc từ sáng rồi, phải không ạ? Và bây giờ tạm lấy trà thay rượu để chúng ta cùng rô để chúc mừng hạnh phúc của anh Tú và Kiều Trang cũng như hai bên gia đình quý vị nhá. Sẵn sàng chưa ạ? 1, 2, 3 rô, xin mời. Xin được chúc cho tình cảm nghĩa thông gia của hai bên gia đình luôn luôn gắn bó keo sơn bền chặt. Chúc cho tình yêu của chú rể anh Tú và cô dâu Kiều Trang trăm năm hạnh phúc. Sau khi đã uống chút rượu chúc mừng hạnh phúc đôi tân hôn thì xin mời tất cả các ông bà sẽ tán lại sân khấu, và bây giờ xin mời các anh trong ekip quay phim và chụp hình hãy sắp xếp để làm sao gia đình và cô dâu chú rể có một bức hình đẹp nhất để làm kỷ niệm. Tôi trở lại